Hello, xin chào tất cả anh chị và các bạn đang đến với chương trình giới thiệu sản phẩm của Shoptool. Và hôm nay Shoptool sẽ giới thiệu với mọi người một cái bộ máy khoan mắt vít hàng nội địa Nhật, sử dụng đế sạc 100V thương hiệu Hitachi. Riêng bộ này nó còn cái hộp luôn. Như cái hộp này nó mất cái quay gài rồi, mình có thể lấy ổ khóa nhỏ khóa lại là ok. Đây là cái máy khoan mắt vít Hitachi, mã số là DS12DM. Cái máy này thì nó có tới là 21 cấp trượt, 22 cấp trượt và 1 cái đầu khoan. Đây, đầu kẹp auto lock rất là cứng. Rồi, tiếp theo là nó có hai cái cấp chỉnh nhanh và chậm. Cấp chỉnh 1 chậm này. Đây là cấp chỉnh nhanh. Rồi. Riêng bộ này thì nó sử dụng là pin 12V 3A, pin Niken MH. Niken MH là cái dòng trước của pin Li-ion. Nhưng mà pin rất là nghiêm chỉnh, mọi người sử dụng rất là ok, không có bị hư seo gì hết. Và tiếp theo đây là cái máy bắt vít Hitachi VKH12DM. Cũng sử dụng pin Niken MH 12V 3A. Pin này nó nghiêm chỉnh nên xài rất là lâu. Đây là thông số kỹ thuật của nó. Nó xoay tốc nhanh tối đa là 2300 vòng một phút. Rồi. Anh chị và các bạn lưu ý là đế sạc này là đế sạc điện 100V. Cho nên là mình phải hết sức cẩn thận cho việc cắm điện sạc. Thì nếu mà cắm vô ngầm nguồn 220 thì khả năng nó sẽ bị hư cái này. Cái này rất là khó kiếm tại hiện tại giờ dòng nội địa Nhật rất là khó kiếm phụ kiện. Rồi, video giới thiệu về cái bộ sản phẩm combo một máy khoan, một máy bắt vít thương hiệu Hitachi hàng nội địa Nhật sử dụng đế sạc 100V, đến đây là kết thúc. Và giá bán của bộ này là 2.200.000 trên một lần phí vận chuyển. Cảm ơn anh chị và các bạn đã theo dõi chương trình cho đến giờ phút này. Cảm ơn và xin chào.